đơn giảm cân thần tốc từ trứng. Trứng là một thực phẩm rất bổ dưỡng, cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể con người. Như vậy thôi, nhưng nếu ăn trứng đúng cách sẽ giúp bạn có vóc dáng thon gọn. Sau đây là thực phẩm giảm cân thần tốc từ trứng. Theo nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh, những người ăn sáng bằng hai quả trứng giảm được nhiều cân hơn, mỡ vùng bụng cũng tiêu bớt đi Muốn giảm cân bằng bữa sáng, bạn cần đảm bảo rằng cần bổ sung đầy đủ protein nhằm đảm bảo bạn sẽ không bị đói cho đến giờ ăn trưa. Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định rằng bạn cần ăn 20 gram protein cho mỗi buổi sáng. Điều này có nghĩa là bạn cần ăn không quá nhiều đồ ăn mới có được lượng protein như thế. Chỉ với 3 quả trứng, bạn vẫn sẽ có được bữa sáng hoàn hảo giúp bạn giảm cân hiệu quả. Thêm vào đó, Trứng luộc là món ăn cực kỳ tốt cho bất cứ ai mỗi khi đói bụng. Chỉ vài thao tác đơn giản và nhanh gọn với một quả trứng và một quả táo là bạn đã có ngay một bữa ăn nhẹ cực tốt cho quá trình giảm cân. Dưới đây là những món ăn từ trứng thơm ngon và lạ mắt bạn có thể tham khảo. 1. Món trứng sốt cà chua. Nguyên liệu: 6 quả trứng gà, rau mùi tây, cà rốt, hành tây hành lá, tỏi băm, giấm, muối, lá nguyệt quế, tương ớt, canh cà chua, muối, nước, bơ. Cách làm như sau. Bước 1. Bỏ trứng vào nồi, đổ ngập trứng để luộc, cho thêm chút muối và giấm vào nồi luộc trứng để dễ bóc vỏ. Khi trứng chín thì bóc vỏ trứng. Bước 2. Cà rốt 1 phần tư củ, hành tây hành lá cắt nhỏ rồi cho vào đĩa. Bước 3, khi nóng chảo trên bếp, cho bơ vào, cho tỏi phi cùng cho thơm, rồi cho cà rốt, hành tây vào xào, cho thêm hành lá, nước lọc, tương cà chua, tương ớt vào chảo. Bước 3, đun sôi nước sốt rồi cho thêm lá nguyệt quế, nêm gia vị cho vừa khẩu vị, rồi cho trứng vào chảo để nho lửa cho đến khi nước sền sệt. Bước 4, cho trứng ra đĩa, cho thêm rau mùi tây lên trên và ăn nóng. Hai, món trứng hấp đậu phụ. Trứng hấp đậu phụ mềm mịn thơm ngon, chỉ với một khoảng thời gian ngắn, bạn có thể có được món trứng hấp thơm lừng, đặc biệt phù hợp trong mùa hè khi cơ thể bạn thấy mệt mỏi và chán ăn. Đây được coi là chút biến tấu nhẹ để bạn cảm thấy bữa ăn không bị nhàm chán và đảm bảo dinh dưỡng cho cả nhà. Nguyên liệu một hộp đậu phụ non, 4 quả trứng gà, nước hầm thịt, vừng rang chín, muối, hành lá, gia vị. Cách làm Bước 1. Cho đậu phụ vào nghiền mịn bằng thìa rồi dùng dây lọc để đậu rơi xuống. Bước 2. Đập trứng ra một cái bát, đánh rồi đổ ra qua dây, cho vào bát đã có sẵn đậu được lọc. Bước 3. Đổ phần nước thịt hầm vào hỗn hợp đậu trứng rồi trộn đều lên. Bước 4. Cho thêm muối, hành lá, vừng vào hỗn hợp. Cho hỗn hợp trên vào các bát nhỏ rồi cho vào lò vi sóng tầm 8 phút là được. 3. Bánh trứng chiên cho bữa sáng Không mất quá nhiều thời gian bạn đã có được món bánh trứng lạ mắt và ngon miệng lại có thể giảm cân nhanh chóng. Từ những nguyên liệu giàu dinh dưỡng như thịt cua, măng tây, bánh trứng sẽ giúp cả gia đình có một bữa sáng giàu năng lượng. Không chỉ vậy, bánh có thể theo bạn mọi lúc, mọi nơi, giúp bạn thoát khỏi những cơn đói bất chợt. Nguyên liệu: thanh cua thịt, bột mì, 2 quả trứng gà, măng tây, vài lá hẹ, dầu mè, muối, hạt nêm. Cách làm như sau. Bước 1: thanh cua cắt thành những khoanh tròn nhỏ, hẹ và măng tây rửa sạch và cắt nhỏ. Bước 2. Đổ bột mì ra bát, từ từ cho thêm nước vào, dùng đũa khuấy cho bột tan mịn không bị vón cục. Đập trứng vào bát, cho thêm muối, dầu mè, rồi khuấy đều lên. Sau khi cho trứng, hỗn hợp sẽ loãng hơn, vì thế ngay từ đầu bạn nên cho vừa nước thôi. Bước 3. Làm nóng chảo, cho chút dầu mỏng vào chảo, khi dầu nóng thì múc một thìa bột đổ thành hình tròn, rất mỏng để đổ khắp mặt chảo. Khi bột chưa đông nhanh thì xếp phần thịt, cua thành hình bông hoa trên mặt bánh, rắc thêm măng tây và hẹ. Nếu không bạn có thể trộn luôn thịt cua, măng tây và hẹ vào luôn hỗn hợp từ đầu rồi múc bột chiên từng cái. Bước 4. Khi bánh đã vàng một mặt thì lật mặt còn lại. Toàn bộ quá trình chiên bạn chỉ giữ bếp ở chế độ lửa vừa để bánh chín đều, không bị cháy khét chúc các bạn thành công với thực đơn giảm cân từ trứng